Cô xin chào tất cả các bạn học sinh lớp 8 trường Chu Văn An. Hôm nay cô và các bạn tiếp bài số 5 nhé. Now, Unit 5, Study Habits, Listen and Read. Rồi, chúng ta mở sách ra cho cô nha. Mở sách giáo khoa ra. Ở trang 46-47 ha. Chúng ta nghiên cứu bài số 5 cho cô nè. Study Habits. Phần Listen and Read nha các bạn. Rồi, trước khi vô bài, Study Habits, Listen and Read, chúng ta nghiên cứu một số từ vận chứa nha, một số từ vận chứa vocabulary. Now the first one is report card. À, cái này mình đi học ha, mình đi học mình sẽ nhận được nó ha, rất là nhiều lần. Đó chính là cái phiếu điểm ha, ai cũng mong chờ nhận được phiếu điểm về khoe với bố mẹ đúng không nè. Report card, report card, report card, ok. Rồi, từ thứ hai. À, khi cái phiếu điểm mình đạt được điểm xuất sắc, nó là một niềm tự hào, niềm tự hào của bố mẹ mình đúng không nè. À, từ này chúng ta có tính từ, trạng từ và danh từ nha các bạn. IDJ, excellent, 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 excellently, IDV, excellently. À, now nha, now của nó là excellence, excellence. Now excellent, excellently, excellence. Các bạn nhớ mở tập ra chép bài vào cho cô nha. Chép hết từ vựng vào và nhớ luyện đọc ở nhà nha các bạn. Từ tiếp theo nè. Khi đạt được điểm xuất sắc thì mình là niềm tự hào của bố mẹ mình đúng không nè. Chúng ta có từ tự hào. IDJ của nó là proud. Proud, proud. Và nhớ giới từ đi với nó nè nha. Bởi vì nó là tính từ thì trước nó có be nè. Và đi với nó là giới từ of. Be proud of. Be proud of. Tự hào về ha. Tự hào về một ai đó. Pride, pride là danh từ của proud ha. À, lòng tự hào. Và đi với pride thì không dùng giới từ of mà phải là in, và động từ đi với nó là take nha các bạn. Take pride in. Take pride in. Và nó có IDV là proudly. Proudly ha, proudly. Rồi chép hết vào cho cô nha. Rồi, từ tiếp theo. Semester, semester, học kỳ, semester. Improve, improve. Improve, à, động từ là cải thiện, trau dồi ha. Còn nó có danh từ của nó nè. Danh từ của nó chúng ta thêm chữ mình vô cho cô. Improvement, 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 improve, improvement. À, từ tiếp theo đó là pronounce, 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 phát âm các bạn ha. Động từ pronounce, phát âm. Pronounce, pronounce, danh từ nè. Pronunciation, các bạn chú ý từ động từ qua danh từ nha. Cái này các bạn ưa viết sai chính tả lắm đó. Pronounce, N-O-U, nhưng mà qua pronunciation nó bỏ mất chữ O rồi, thấy không? N-U-N. Pronunciation, thấy rõ chưa các bạn? Pronunciation, nhớ được viết sai chính tả từ này nha. Pronounce, động từ phát âm. Pronunciation, sự phát âm, danh từ, ok. Try one's best, cố gắng hết sức. Khi mình muốn nói tôi cố gắng hết sức của tôi thì mình sẽ nói là I try my best. Bạn cố gắng hết sức của bạn thì là you try your best. Cố gắng hết sức ha. Try one's best. Rồi nhớ chép từ vô hết cho cô nha. Rồi chúng ta mở sách ra nè. Mở sách ra chúng ta nghe cái bài hội thoại. Bài hội thoại giữa hai mẹ con của bạn Jim nha. Hai mẹ con của bạn Jim. Now listen to their conversation. Chúng ta nghe bài hội thoại của họ nha. Now listen. Listen carefully, please. Unit 5. Study habits. Listen and read. Tim? Tim, are you home? Yes, Mom. I'm in the living room. What is it, Mom? I went to your school today, and Miss Jackson gave me your report card. Oh? Is it a good report? Don't worry. It's excellent. You did very well. May I see the report? Sure. I'm proud of you, Tim. I know you worked really hard this semester. Thanks, Mom. But there's one thing you need to improve. What's that, Mom? Miss Jackson said you should work harder on your Spanish pronunciation. She asked me to give you this dictionary. Yes, I know. Some of those Spanish sounds are really hard. I'll try my best to improve them. I believe you can do it, Tim. Okay. Now look at the dialogue. Bây giờ chúng ta nhìn lại bài hội thoại nhé các bạn.
chúng ta nhìn lại bài hội thoại nè. Mở sách ra cho cô nha. Rồi các bạn cầm viết lên, cầm viết lên và nhớ gạch dưới những cụm từ quan trọng nha. Nhớ gạch dưới những cụm từ quan trọng với cô nè. Nào, mom, Tim Tim, are you home? À, mẹ đi họp về. Gọi bạn Tim nè ha. Bạn Tim đang hồi hộp, không biết là có chuyện gì xảy ra với mình ha. Yes, mom, I'm in the living room. What is it, mom? I went to your school today and Miss Jackson gave me your report card. Dạ rồi, mẹ đi tới trường và cô Jackson đưa cho mẹ cái phiếu điểm của bạn ấy. À, cái phiếu điểm nó như thế nào đây? Đang hồi hộp quá, không biết cái phiếu điểm nó như thế nào ha. Nó bét hay là nó gứt đây nè. Oh, is it a good report? Nó có phải là một phiếu điểm tốt không vậy mẹ? Don't worry. Trời, nghe mẹ nói câu này là sướng lắm rồi ha. Don't worry, it's excellent. Excellent, xuất sắc. Yên tâm rồi ha. It's excellent, rất là xuất sắc rồi ha. You did very well. À, con đã học rất là giỏi. Ok. May I see the report? À, bạn ấy xin xem cái phiếu điểm đó các bạn. Sure, I'm proud of you, Tim. Trời ơi, được mẹ mình nói câu này thì sướng như tiên rồi. Cần cái gì nữa? Đi họp phụ huynh về mà được mẹ nói câu I'm proud of you. À, mẹ tự hào về con. Đó là một niềm hạnh phúc lớn lao của những bậc làm cha làm mẹ ha. Khi mà con mình đạt được những cái điểm số rất là tốt, học hành rất là tốt, được thầy cô khen là niềm hạnh phúc rất là lớn lao. Các bạn gạch dưới cho cô cụm từ I'm proud of nha. I'm proud of, tự hào về ai đó ha. Hãy để cho mẹ bố mẹ mình nói câu này thiệt là nhiều với chúng ta ha. I'm proud of you, không gì sung sướng bằng. I know you work really hard this semester. Mẹ biết là con học hành thật sự rất là chăm chỉ học kỳ này. Ok, I'm proud of you, Tim. I know you work really hard this semester. Thanks, mom. Nghe mẹ khen, cảm ơn mẹ. Thanks, mom. But there's one thing you need to improve. Rồi, gạch dưới lại cho cô cụm từ need to improve. Ôm lại nè. Sao need là to verb nè. Need to improve. Nhưng mà có một thứ con cũng cần phải cải thiện nè. Ha, need to improve. What's that, mom? Miss Jackson say you should work harder on your Spanish pronunciation. Okay. Now, underline, Miss Jackson say you should work. Okay. Chúng ta chú ý cho câu này. Câu này là mẹ của bạn Tim tường thuật lại câu nói của cô Jackson. Cô Jackson đã nói con nên học hành chăm chỉ hơn, thấy chưa? Tường thuật lại, thành ra dùng động từ said là thấy không? Đã nói, người ta đã nói rồi, mình chỉ tường thuật lại thôi. Miss Jackson say you should work harder. À, khuyên người ta nè, khuyên người ta chúng ta dùng động từ should là thấy chưa? Công thức của nó là Miss Jackson là subject nè, said ha, động từ said đã nói, rồi tới you là subject thứ hai nè, rồi tới should vào không nè, thấy chưa? Cô Jackson đã nói con nên học hành chăm chỉ hơn ở cái phần phát âm tiếng Tây Ban Nha. À, Spanish pronunciation, phát âm tiếng Tây Ban Nha. She asked me to give you this dictionary. À, cô ấy yêu cầu mẹ đưa cho con cuốn từ điển này nè. Now, underline, she asked me to give. À, ask somebody to do something. Chúng ta có cụm từ là đã yêu cầu ai làm một việc gì đó. Ha. À, như vậy gạch dưới chữ ask cho cô ha. Sẽ ask là to verb nè. Gạch dưới chữ to give nè ha. Cô ấy đã yêu cầu mẹ đưa cho con cuốn từ điển này nè. Yes, I know. Some of those Spanish sounds are really hard. Vâng, con biết những có một vài âm tiếng Tây Ban Nha thì thật sự rất là khó. Chữ hard ở đây nó nhiều nghĩa lắm nha các bạn. À, nó vừa có nghĩa là khó nè, cực nhọc nè, chăm chỉ nè, vất vả nè. Ha, trong cái ngữ cảnh này mình dịch nó là khó cho con ha. Vài cái tiếng âm tiếng Tây Ban Nha thì rất thật sự rất là khó. I try my best to improve them. Là underline try my best. Con sẽ cố gắng hết sức của con. To improve, cố gắng hết sức để làm một việc gì đó. Sau đó là to verb. Thấy rõ chưa? Try one's best to do something. Ha, cố gắng hết sức của ai để làm một việc gì đó. I try my best to improve them. I believe you can do it, Tim. À, mẹ tin rằng con có thể làm được điều đó đó, Tim ạ. Ok. À, chúng ta xem lại cái bài hội thoại này ha, chúng ta luyện tập nó nè, luyện tập nó và đọc đi đọc lại những cái từ mới cho cô ha. Đọc lại cái bài hội thoại cho thật là trôi chảy, sau đó chúng ta sẽ giải quyết những cái bài tập phía dưới đó với cô nha. Nào, part 2, practice the dialogue with a partner. Rồi bây giờ chúng ta luyện tập bài hội thoại với một người bạn kế bên đi nè. Ok, rủ một đứa nào đó ha. À, nói chuyện với nó qua điện thoại cũng được, qua Zalo cũng được ha. Rồi,
sau khi luyện tập bài hội thoại xong ha, chúng ta giải quyết bài tập số 247 nè. Các bạn mở sách giáo khoa trang 47 ra làm bài với cô nha. Bài tập số 2 hình hậu yêu cầu chúng ta làm gì đây? True or false, check the boxes. À, yêu cầu chúng ta đọc những câu dưới đây xem nó đúng hay sai so với cái đoạn hội thoại mình vừa mới học. Ok. True or false. Now A, Tim was out when his mother called him. Was out, bạn Tim đi ra ngoài khi mẹ của bạn gọi bạn ấy. Đúng hay sai nè, theo các bạn ha. Chúng ta tự làm trước ha, rồi chút nữa giờ đáp án với cô nha. Nhớ phải tự làm nha. Now B, Tim's mother met his teacher at school. C, Tim's report is poor. Poor là gì đây? Poor nó nhiều nghĩa ha, nó có thể là nghĩa là nghèo. Nhưng mà cái phiếu điểm mà nghèo thì có nghĩa là sao các bạn? Giỏi hay dở? Ui, nó bad quá rồi đúng không? Poor. À. Now D, Tim's mother wants him to improve one thing. E, Tim needs to improve his Spanish grammar. À, nãy giờ mình đọc bài hội thoại, mình thấy bạn giáo viên đề nghị bạn Tim cần cải thiện thêm cái gì ha? Ngữ pháp tiếng Tây Ban Nha hay là phát âm tiếng Tây Ban Nha? Chúng ta nhớ đọc kỹ lại cho cô. Now F, Tim promised to try his best in learning Spanish. Ha, bạn Tim đã hứa cố gắng, sẽ cố gắng hết sức trong việc học tiếng Tây Ban Nha. Các bạn gạch dưới cho cô chữ promise. To try. Sao promise nè? Promise là hứa hẹn là một việc gì đó. Sao nó là to verb cho cô nha các bạn. Hứa hẹn để làm một việc đó. Promise to do something. Ok. Gạch dưới chữ promise to try. Rồi sau khi đọc xong hết 6 câu này, chúng ta quyết định xem nó là true or false. Ok. Rồi làm bài nha các bạn. Ok. Now check the answer. Xong chưa nào, kiểm tra câu trả lời với cô nha. Là A, false. Of course false. Tom was out when his mother called him. Không thể nào là ở ngoài được đúng không? Mẹ bạn ấy gọi, bạn ấy trả lời mà yes rõ ràng mà sao ra ngoài được ha. Rồi chúng ta sửa lại cho cô là false. Là B, true. Ok. His mother met his teacher at school. Đúng rồi ha, dĩ nhiên là đúng rồi ha. Gặp mẹ, mẹ của bạn Tim gặp giáo viên ở trường chứ đâu nữa. Now C, false. Mẹ nó khen bạn đó mà đúng không? I'm proud of you. Mẹ tự hào về con thì sao mà poor được đúng không? Nó excellent, excellent. Now D, true. His mother wants him to improve one thing. Okay. Now Tim needs to improve his Spanish grammar. Bạn Tim cần cải thiện cái phần nào đây? Ngữ pháp tiếng Tây Ban Nha. True or false? False. Sai rồi. Không phải ngữ pháp đâu, phải grammar đâu, mà là pronunciation. Spanish pronunciation. Ok. Now F, true. Câu này chắc chắn phải là đúng rồi. Là bạn ấy hứa cố gắng hết sức trong việc học tiếng Tây Ban Nha. Rồi chúng ta nhớ chép bài vào nha. Chép đáp án vào hết cho cô nè. Chép bài, chép đáp án vào. Bạn nào chép không kịp, chúng ta có thể lên trang web của cô là những cái clip này ha. Rồi chúng ta chép vào, chúng ta tập đầy đủ hết cho cô đó. Rồi bài tập số 3 là gì đây? Answer the following questions. Trả lời câu hỏi các bạn ơi. Rồi trả lời câu hỏi nha. A, who is Miss Jackson? Cô Jackson là ai? Easy, ok. Rồi trả lời đi các bạn. B, what did Miss Jackson give Tim's mother? C, how did Tim study this semester? D, what did Miss Jackson say Tim should do? Câu mà nãy cô yêu cầu các bạn gạch dưới á. Nhớ không? Cô Jackson đã nói cái gì ha? Tim nên làm cái gì đó? Cái câu mà nãy cô yêu cầu các bạn gạch dưới lấy ra trả lời thôi ha. E, what did Tim's mother give him at the end of the conversation? At the end of là tại cuối của một cái gì đó. Nhớ nha, at the end of, gạch dưới cụm từ này cho cô nè. At the end of the conversation, cuối của bài hội thoại. Ok. Rồi trả lời ha, trả lời xong giờ đáp án với cô nè. Câu đầu tiên dễ quá nha. Miss Jackson is Tim's teacher. Easy. Nào write that, viết vào tập cho cô nha các bạn. Nào B, Miss Jackson gave Tim's mother his report card. Ok. C, Tim studied very well this semester. Học kỳ này bạn Tim học rất là giỏi nha. Study very well this semester. Now D, Miss Jackson say
Tim sửa cuộc harder on his Spanish pronunciation. Đó, cái câu nãy cô yêu cầu gạch dưới đó, thấy chưa? Chúng ta đưa giờ chúng ta trả lời cho câu này. Nào ý. She gave him a dictionary. Okay. Now write down your notebooks. Các bạn viết hết vào tập cho cô nha. Nhớ viết đầy đủ vào tập cho cô. Ok, bài học phần listen and read của chúng ta tới đây hết rồi ha. Bài tập về nhà là homework. Homework. Learn the vocabulary. Nhớ học từ vựng nha các bạn. Nhớ học từ vựng, word, verb, loại từ của nó đó. Do exercises. Rồi, thầy cô đương nhiên sẽ cho các bạn bài tập ha. Prepare for next period. Chúng ta chuẩn bị cho tiết học kế tiếp của tuần 10. Đó là Unit 5, phần read ha. Phần read ở trang 4950 cho cô. Rồi, buổi học hôm nay chấm dứt ha. Cô chào các bạn ha. Và hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau. Bye, see you again.